TDI, chuẩn xác công năng, nâng tầm giá trị. Không chỉ sở hữu Vịnh Hạ Long nức danh thế giới, Quảng Ninh còn có rất nhiều công trình kiến trúc đặc sắc đã góp phần làm nên sức hấp dẫn mới mẻ cho vùng di sản bao năm qua, vốn chỉ nổi tiếng với biển và núi. Thứ nhất, Bảo tàng Quảng Ninh, lấy ý tưởng từ hình tượng than đá, loại khoáng sản đặc trưng của Quảng Ninh. Cụm công trình Bảo tàng và Thư viện tỉnh nằm ở phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, bên cạnh quảng trường 30 tháng 10. Công trình do kiến trúc sư Tây Ban Nha thiết kế, gồm 3 khối nhà được ốp kính màu đen, với phần vỏ là lớp kính cường lực, có khả năng chống tự vỡ do biến đổi nhiệt. 2. Cung quy hoạch, hội chợ, triển lãm và văn hóa tỉnh. Nằm sát Bảo tàng và Thư viện Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh, đây là điểm nhấn của bức tranh tổng thể kiến trúc đô thị thành phố Hạ Long. Công trình gồm 2 khối nhà, khối thứ nhất là nhà mái vòm dạng vỏ ốc, mặt bằng hình oval, khối thứ hai nằm phía trên, trưng bày quy hoạch với tiết diện liên tục thay đổi, hình vòng cung lớn trải dài từ đông sang tây như hình chú cá heo. 3. Sân bay quốc tế Vân Đồn, sân bay tư nhân đầu tiên tại Việt Nam do tập đoàn Sun Group xây dựng, được thiết kế dựa trên nguồn cảm hứng từ hình ảnh cánh buồm trên Vịnh Hạ Long, một sự gợi tả mạnh mẽ dấu ấn bản địa của tỉnh Quảng Ninh. Với chủ đề đó, mái vòm của nhà ga được thiết kế tựa như những cánh buồm xếp chồng lên nhau vươn ra biển lớn. 4. Cảng tàu khách Hạ Long, không gian bên ngoài nhà ga hành khách giống như một góc phố cổ bên Vịnh Hạ Long, nhưng bên trong lại sang trọng và bí ẩn như tầng hầm của một con tàu biển thế kỷ thứ 13 với hệ thống cột gỗ, trần gỗ và trần thép. Nội thất cầu kỳ cùng với 27 khung tranh thể hiện hải đồ và tàu biển cổ.